anh đầu rêu cản được đòn tấn công của Kinh bằng kiếm của mình. Ngoài ra còn chém đứt thêm được một phần mặt nạ của kẻ địch. Lực đẩy quá mạnh khiến Zoro bị văng ra khỏi đảo quỷ. Kinh vẫn không dừng lại, tiếp tục đâm vào anh đầu rêu. Zoro phải dùng kiếm khí của mình để quay ngược trở lại đảo trước khi rơi lơ lửng giữa không trung. Cả hai lại lao vào nhau tấn công bằng những đòn mạnh nhất. Bỗng lúc này, con sên trùng kim trong túi Zoro vang lên. Thì ra Sanji đã bỏ sẵn nó vào túi vào anh chàng để có thể tiện liên lạc. Sanji nói rằng nếu sau khi trận chiến này kết thúc, anh có mất đi lý trí thì mong rằng Zoro chính là người ra tay kết liễu mình. Zoro đồng ý lời đề nghị này và tiếp tục quay trở lại trận đấu. Ở trong dạng khủng long bay, Kinh kéo phần đầu của mình lại phía sau để tung đòn tấn công Zoro. Anh đầu rêu khá bất ngờ khi đối thủ của mình có thể làm như vậy. Phải rất vất vả anh chàng mới có thể né được nó. Zoro không làm cách nào để có thể tiếp cận được kẻ địch đang lơ lửng trên không. Sau đó đành tung đòn lốc kiếm đại cuồng phong về phía hắn. Kinh sử dụng đôi cánh của mình chặn hết lại mọi sát thương khiến Zoro tiếp tục bất ngờ. Da của sinh vật này thực sự quá dày, khó mà có thể xuyên thủng. Chán ở dạng thú, Kinh trở về dạng con người và đạo kiếm với anh rổ. Có vẻ như chàng kiếm sĩ đã quá đôi sức rồi, liên tục bị sức mạnh của kẻ địch áp đảo. Zoro nhận định rằng bản thân sẽ không thể thắng nếu không tìm ra được sức mạnh của đối phương là thuộc chủng tộc nào. Ngay lúc này, một tiếng đàn bỗng vang lên. Thanh kiếm Enma bỗng bắt đầu hút cạn haki của anh đầu tảo. Mãi thì cánh tay mới có thể trở lại bình thường. Kinh bất ngờ vì lần đầu tiên thấy một kẻ bị chính thanh kiếm của mình hạ gục. Hắn lao tới trước mặt của Zoro nhưng bị anh chàng đâm cho một cú trực diện. Bất ngờ thay, cú va chạm này đã tạo ra một vụ nổ lớn. Nếu không kịp thời sử dụng haki vũ trang thì có lẽ Zoro cũng đã toi mạng. Kinh vẫn còn lừng lững đứng đó chẳng hề hấn gì. Zoro sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình là sư tử ca chém cho kẻ địch đang đứng trước mặt mình một đường. Kinh vẫn tồn tại sau đòn đó, tiếp tục kéo mặt của mình về đằng sau phóng ám khí về phía anh chàng kiếm sĩ. Đúng lúc này, Enma lại tiếp tục hút cạn haki khiến Zoro mất cảnh giác rồi trúng đòn. Bị thổi bay khỏi đảo quỷ, Zoro liều mạng nắm lấy thanh kiếm Sandai Kitetsu. Nó chính là vũ khí bị nguyền rủa mà anh chàng có được tại Lock Town. Kinh đá Zoro bay trở về đảo rồi tiếp tục định xuyên thủng đối thủ của mình. Zoro lại bò tới nhặt thanh Wado Ichimonji, chính là kỳ vật duy nhất của người bạn quá cố Kuina. Zoro nhớ lại ông lão rèn kiếm Hitetsu từng nói rằng thanh kiếm này vốn được rèn bởi người đã tạo ra thanh Enma, luyện kiếm đại sư Shimotsuki Kozaburo. Lúc này thì Kinh đã lao tới và đẩy bay Zoro trở lại vào bên trong lâu đài. Nhìn thấy thanh gươm Enma đang nằm cạnh mình, anh chàng nhận ra rằng thanh kiếm đang thử xem mình có đủ năng lực để sở nó hay không. Zoro cầm Enma lên và bung hết haki mà mình đang có. Những tên lính xung quanh bỗng nhiên lăn ra bất tỉnh không rõ nguyên nhân. Kinh phát hiện ra rằng đối thủ của mình cũng là kẻ sở hữu bá vương khí, tập 1061. Ít giết một phát. Sanji với Queen. Mặc dù Queen rất muốn Sanji sử dụng bộ giáp hắc ẩn, nhưng anh chàng lại quyết tâm không dùng nó mà lại phá hủy. Gã vô cùng tức giận, bắn ra tia laser từ mắt để tấn công. Sanji nhận ra nó chính là chiêu thức mà Ichiji hay sử dụng. Tiếp đến là những đòn sốc điện khiến anh ba giật tê người. Chiêu thức đó Niji cũng hay thường dùng. Queen tiếp tục bắn ra các tia laser. Sanji tránh né toàn bộ và quay trở lại với một đá. Queen thừa nhận rằng hắn nghiên cứu kỹ lưỡng công nghệ của Gơ mà rồi cải tiến lại. Ngay sau đó, Queen đã tóm lấy được Sanji quăng đi quăng lại nhiều vòng. Chiêu thức này giống với của Sanji. Tiếp đến, tên mập tính ném anh chàng xuống đất. Sanji tỉnh lại rồi sử dụng cú đá phá vỡ cái móc sắt. Ngay sau đó, anh ba quay trở lại với một cú đá bọc đầy lửa tụ trực tiếp vào Queen. Chiêu thức này vô cùng uy lực, khiến cho tên mập bị thổi bay ra xa. Queen trở lại và bắt đầu cự cãi về thứ sức mạnh của Germa, chẳng là cái thá gì. Tiếp đến thì bản thân hắn bắt đầu trở nên vô hình. Queen định đánh lén Sanji bằng những tia laser nhưng anh đã nhận ra. Sanji di chuyển với tốc độ cực nhanh cứ ngỡ là tàn hình để phản công lại. Bỗng con chuột của Osome chạy ra trước mặt của tên mập. Cô nàng cũng xuất hiện ngay sau đó để tìm kiếm thú cưng, mà không hề biết rằng Queen đang ở ngay đó. Tên mập tức giận vì Osome vẫn còn sống. Hóa ra Queen chính là kẻ đã tấn công cô lúc trước vì đã dám từ chối tình cảm của hắn. Vì Sanji đứng ở đó nên Osome đã hiểu nhầm anh chàng. Ăn không được thì đạp đổ, Queen tiếp tục có ý định tấn công cô trong dạng vô hình. Sanji đã nhận ra được ý đồ của hắn, anh nhận ra rằng mình không hề biến chất như lũ Germa kia. Tức giận tột độ, Sanji xoay người như trong chóng, tạo ra một ngọn lửa màu xanh dưới chân rồi nhắm thẳng vào tên mập cạn bã kia. Queen vực dậy muốn phản công lại nhưng tốc độ của Sanji giờ đây quá vượt trội. Anh liên tục tung ra những cú đá uy lực thổi bay gã ra xa. Sau một hồi rằng có quyết liệt thì cuộc chiến cũng đã tới hồi kết. Sanji tung ra cú đá mạnh nhất của mình, sút văng Queen bay ra tận bên ngoài đảo quỷ rồi rơi tự do xuống bên dưới. Sau đó, anh đưa con chuột cho Osome khiến cô nàng rất cảm kích. Sức lực cũng đã cạn kiệt, Sanji nằm gục xuống bất tỉnh nhân sự. Trận chiến ở tòa tháp bên trái lâu đài, Sanji chính là người giành chiến thắng. Zoro tự tin lao tới chém cho Kinh một nhát, và hắn ta đã hứng chọn đòn tấn công đó. Không những bị hộc máu mồm, một phần mặt nạ của Kinh đã bị chém đứt. Cuối cùng Zoro cũng nhận ra được bản chất sức mạnh của Kinh. Khi ngọn lửa trên lưng hắn tắt thì tốc độ sẽ gia tăng đáng kể, đồng thời sức phòng thủ cùng sẽ yếu đi. Và đó là cơ hội mà Zoro phải nắm giữ bằng được. Kinh lột chiếc mặt nạ ra và lộ mặt thật của mình. Hắn chính là tộc nhân cuối cùng của tộc Lunarian.
bất cứ thông tin nào về chủng tộc này đều vô cùng có giá trị với chính quyền thế giới. Kinh bọc lửa vào kiếm của mình tiêu diệt toàn bộ đám lính hiểu chuyện. Hắn liên tiếp rồi hóa sang dạng khủng long tấn công liên hoàn vào Zoro. Tiếp tục trở lại dạng người, cả hai lao vào chém nhau loạn xạ. Kinh tung chiêu thức vô cùng mạnh mẽ mang tên hỏa vệ long vương nhắm trực diện vào Zoro. Anh chàng đầu riêu nhận ra rằng đây chính là thời điểm quyết định của trận chiến và nhảy lên chém con hỏa long thành nhiều mảnh. Kinh không ngờ Zoro có thể làm được điều đó và dĩnh chọn cứu chém. Kết quả cuối cùng, hắn bị chém cho trọng thương và một bên cánh cũng bị cắt đứt sau đòn tấn công đó. Thanh kiếm cũng vỡ vụn thành nhiều mảnh, Kinh rơi tự do xuống phía dưới. Sau cùng thì Zoro chính là người chiến thắng chung cuộc và trở thành vua của địa ngục. Tập 1063. Luffy tăng tốc, bước ngoặt của thời đại mới. Phía bên ngoài vòm sọ, Zoro dùng kiếm khí để đẩy ngược bản thân quay lại hòn đảo. Kinh thì bất tỉnh nhân sự và rơi tự do giữa không trung. Hắn ta đã bị loại khỏi cuộc chiến này. Sức lực của Zoro cũng đã tới giới hạn. Anh nằm gục ra đất thở hổn hển. Tiếng đàn mi sen thì vẫn cứ vang lên. Lúc này, một tên mật thám đã báo cáo lại tình hình trận chiến của Zoro và Kinh cho tên CP Zero. Hắn ta khá ngạc nhiên, cho rằng mọi chuyện đang dần trở nên nghiêm trọng khi cả Tobi Zoppo và Okaban đều bị hạ gục. Tuy nhiên thì ở ngoài kia, Kaido và Big Mom vẫn còn đang lộng hành. Law và Kid đến giờ vẫn không tài nào tìm ra cách để đánh bại Big Mom. Còn Kaido thì liên tục bắn trưởng về phía của Luffy. Cu cậu cũng nhiệt tình đáp trả bằng những cú đấm của mình. Những tia sét đen từ cuộc va chạm của hai người này cứ liên tiếp xuất hiện. Trận chiến càng ngày càng gay cấn. Có điều, nếu Luffy mà đánh bại Kaido thì hỏa vân của lão tập tức sẽ biến mất, đồng nghĩa với việc nó sẽ rơi thẳng xuống Kinh Đô Hoa. Và đống thuốc nổ ở tầng hầm sẽ khiến Kinh Đô Hoa tanh bành hoa lá. Hàng vạn người dân vô tội vẫn đang đắm chìm trong lễ hội lửa, mà không biết tử thần sắp đến để bắt họ đi. Momonosuke vẫn đang tích cực giữ chân hòn đảo lại bằng mọi giá. Quỷ lửa Kazenbo đã gần xuống phía dưới tầng hầm. Lúc này, Yamato và Fuga đã xuống được tới nơi. Cánh cửa đang bị chặn bởi một con number khác. Do không có thời gian để hạ gục nó, Yamato ra lệnh cho Fuga tông thẳng trực tiếp để cô tiến vào bên trong. Kế hoạch thành công, Yamato lại tiếp tục chạy về phía trước. Cùng lúc đó, Usopp đang cùng Kinemon đi tìm phần thân trên của mình. Tới nơi, Usopp đã thấy Kifu đang bị trọng thương nằm gần đó. Kinemon hợp nhất cơ thể lại và cầu xin Usopp hãy cứu lấy người đồng đội của mình. Bỗng nhiên, một đám lính của băng bách thú lao tới nhắm vào anh chàng xạ thủ. Chúng muốn có được cái đầu trị giá 200 triệu Belly. Đạn của Usopp tuy mạnh, nhưng cũng không thể hạ hết được số kẻ địch đông như kiến này. Kinemon bảo Usopp hãy mặc kệ mình và cứu Kifu trước, sau đó thì gục luôn. Kifu thì nói rằng Usopp hãy làm ngược lại. Được thôi, tôi sẽ bỏ mặc hai người lại và một mình thoát ra khỏi đây. Usopp nổi giận vì đám samurai quá coi trọng danh dự và thích tự sát này. Anh chàng nói rằng mình không thích tính cách này của họ một chút nào. Dù có khóc nếu mặt hay khó coi thì trong tình huống nào, Usopp vẫn luôn quý trọng mạng sống của bản thân mình. Lời nói này như làm thức tỉnh hai samurai. Quân địch thực sự quá đông và hung hãn, cuối cùng chúng đã tiếp cận được Usopp. May thay, Izo đã có mặt kịp thời. Anh ta xả đạn liên hoàn hạ gục bọn tiểu tốt xung quanh. Usopp vô cùng cảm kích Izo đã cứu lấy mạng của mình. Sau đó, Izo đến bên của Kinemon và nhận ra em trai của mình cũng nằm cạnh đó. Izo nói với Kiku rằng nhất định phải sống sót. Sau đó anh chàng cởi bỏ lớp áo bên trên, để lộ ra Zawi Kozuki sau lưng mình. Izo thể hiện tài thiện xạ của mình không thua kém bất kỳ ai. Anh giao em trai mình và Kinemon cho Usopp chăm sóc. Khi được Izo gọi là thánh, Usopp khá vui sướng vì tên tuổi của mình đã nổi tiếng đến cỡ đó. Sau đó, xạ thủ của băng mũ rơm mang hai samurai rời đi cùng Hamlet. Tại tầng 3, cuộc đọ sức dài giữa Zaizo và Fukurokuzu vẫn đang diễn ra. Cả hai đã dùng thuật trói buộc khống chế nhau lại. Căn phòng thì ngập tràn trong biển lửa. Nó bén vào áo của Zaizo nhưng ông vẫn không hề nao núng. Bên trong bảo khố, Orochi đang thư thả ngồi nghe Komurasaki đánh đàn. Hắn vẫn đang chờ đợi Fukurokuzu xuất hiện và bỏ trốn cùng hắn. Song song với đó, tại tầng hầm thứ 2, hai tên CP Zero đã hạ gục Number Zanki và Exec. Apu biết mình không phải là đối thủ của chúng, nên cùng con Number còn lại tháo chạy. Lũ điệp viên này cũng đã tốn khá nhiều sức lực vào cuộc chiến này. Tên đeo mặt nạ còn lại đã gọi báo cho chúng về việc các thủ lĩnh đã bị hạ gục hoàn toàn, cần phải bắt Nico Robin và rời khỏi đây ngay lập tức. Sanji hiện đang được cô nàng Osome chăm sóc, còn với Zoro, anh chàng nằm bất tỉnh trong vũng máu. Xem ra tất cả đã không còn vai trò gì trong cuộc chiến kinh điển này nữa rồi. Quay trở lại diễn biến chính giữa Luffy và Kaido. Tứ Hoàng vẫn là một cái gì đó quá khác biệt. Cú cậu liên tục tấn công rồi lại bị đẩy văng ra. Kaido vung chùy bổ thẳng vào đầu Luffy, nhưng lần này cậu đã cứng cáp hơn và hất được nó ra.
Luffy quay trở lại với Gear 3 bọc tràn Haki. Kaido đã quá chán với việc cu cậu liên tục gào Gomu Gomu no rồi. Tuy nhiên lão ta lại không kịp né được chiêu thức quái điểu súng của đối thủ. Kết quả bị đấm cho méo mặt và nằm vật ra đất. Sau đòn đó thì Luffy cũng thở ra trò. Cả hai đứng dậy cùng lúc và cười khoái chí. Trận chiến này thú vị hơn trong suy nghĩ trước đó của họ rất nhiều. Tập 1064. Tửu Long bắt quái, Luffy đối đầu rồng loạn tính cách. Luffy và Kaido cùng lao lên một lúc va chạm vào nhau. Nó gây ra chấn động khắp hòn đảo quỷ. Đất đá bay lên ngổn ngang, khói bụi mù mịt không lối thoát. Xa xa, Momonosuke vẫn đang tích cực dặn nhiệt tỉnh để tạo hỏa vân. Bên dưới Hoa Đô, Otoko đang viết điều ước lên đồng đèn để cầu nguyện một điều ước. Lão Hitetsu bất ngờ về điều ước của Otoko. Cô bé thực sự rất muốn gặp lại cha của mình. Nhìn vào nụ cười hồn nhiên của Toko, ông càng thấy buồn hơn. Chấn động tại đỉnh vòm sọ đã kết thúc. Kaido bỗng bước ra với vò rượu cầm trên tay. Sau đó thì tọng hết nó vào miệng của mình. Luffy ngỡ ngàng khi đang trong trận chiến mà lão ta lại thảnh thơi để uống rượu. Kaido nói rằng vì lão thấy sảng khoái. Hôm nay cả Hoa Đô và Onigashima đều diễn ra lễ hội. Khung cảnh rõ thơ mộng nhưng nó đã bị nhóm của Luffy phá hỏng toàn bộ. Kaido đưa vò rượu ra tính mời Luffy một ngụm. Tuy nhiên cu cậu từ chối nó và không muốn uống với lão. Khi cuộc chiến này kết thúc, Luffy sẽ cùng uống nó với những người bạn của mình. Chàng trai cao su nói rằng Kaido say rồi à? Lão ta nói rằng mình chỉ say khi uống cả tấn rượu rồi ném cái vò bịch xuống đất. Vừa mới dứt lời, Kaido vội ôm mặt rồi bật khóc. Đổ lỗi cho Luffy đã phá hỏng bữa tiệc của mình. Tưởng tửu lượng của sinh vật mạnh nhất thế nào, ai dè mới uống một ngụm đã xỉn quắc tần câu. Lão ta cười chảy cả nước mắt. Mặt thì hồng hào như mấy cô gái mới lớn. Luffy giận dữ, rõ ràng là ngươi đã say rồi. Kaido bước đi loạn choạng, không hiểu đang làm cái gì luôn. Sau một hồi thì ngồi phịch xuống. Luffy đến chịu thua cái tên điên này và lao lên phía trước. Cậu nói rằng lão ta đừng có mà đổ thừa cho say rượu nếu như bị thua nhé. Kaido chống chùy để đứng vực dậy. Nói rằng rượu không làm mình yếu đi mà hắn đang công nhận thực lực của Luffy. Luffy tung cú đấm vào Kaido, thế nhưng lão đã né được nó. Đây chính là chiêu thức Tửu Long bắt quái danh bất hư truyền. Kaido chuyển mình sang dạng lai rồng và bắt đầu vung chùy lên. Lão ta tung đón quá nhanh khiến Luffy không kịp nhận ra. Cậu trúng nguyên chùy sắt vào mặt và nằm gục xuống. Thấy Luffy không còn phản kháng gì, Kaido tiếp tục biến hoàn toàn thành rồng. Thế nhưng hài hước là sinh vật mạnh nhất này vẫn còn say xỉn. Kaido bật khóc tiếc nuối cho hòn đảo quỷ của mình đã bị phá ra nông nỗi này. Xây lại nó thì chắc phải mất đến 5 năm. Luffy đã tỉnh lại, ôm đầu trong đau đớn. Cậu nói rằng Kaido vẫn đang say đấy à, còn lão ta thì vẫn chưa nhận ra. Hết than vãn rồi đến nấc cục đến là buồn cười. Luffy chạy về phía kẻ địch định tung cú đấm. Kaido hờn trách tại sao mọi chuyện lại xảy ra với mình và muốn hủy diệt hết mọi thứ. Nói rồi lão tạo ra một trận đại cuồng phong. Những đường gió sắc lẻn lan ra khắp nơi cắt đứt đất đá thành nhiều mảnh. Luffy cũng khá vất vả để tránh né nó. Kaido lại trở về dạng lai, nhảy xuống dưới rồi lại khóc. Luffy đặt tay xuống đất chuyển sang Gear 2 rồi lao đến chỗ Kaido. Lão ta cũng vung chùy chặn đứng đòn tấn công của cu cậu. Luffy bị đuôi rồng quật bay ra xa. Kaido than vãn về việc Yamato dám bỏ trốn và đánh cả cha của mình. Luffy vỗ mặt để tập trung lại. Kaido cho rằng tất cả là do Luffy gây ra nên vung chùy đập tới tấp. Thế nhưng người của xoay trong chẳng trúng mục tiêu. Tương tự với Luffy, cậu chẳng thể đấm trúng lão một cái nào. Kaido vung chùy lần nữa bổ vào đầu chàng trai cao su. Luffy lấy hai tay đỡ nó lại. Lão ta bổ liên hoàn rồi hất văng Luffy ra một bên. Cậu quay trở lại né cú tung chùy của Kaido và rồi sút vào mặt lão ta một cái. Kaido dùng đuôi khống chế cậu ta lại. Và thế là hai người vích đầu vào nhau như nghĩa xem chán ai cứng hơn. Màn va chạm đó gây ra chấn động không tưởng. Luffy bị luồng khí đẩy văng ra ngoài. Cậu nhận ra rằng Haki trong trạng thái say xỉn của Kaido rõ ràng mạnh hơn. Lão ta cũng ôm đầu và bất ngờ tung nhiệt tức bắn về anh Men. Chiêu thức đó làm nổ tung một vùng đảo quỷ. Luffy nhảy lên trên lớp khói, phóng to hai cánh tay và rồi chuẩn bị phản công. Kaido cũng xoay tròn người lại chặn đứng toàn bộ cú đấm liên hoàn của Luffy. Cậu bị dính một chùy thì Kaido cùng ăn nguyên cú đấm. Sau một hồi tung chiêu loạn xạ, Luffy chặn đứng chùy của Kaido lại. Ngay sau đó, cậu sút bàn chân khổng lồ đả thương Kaido, khiến lão phải hộc máu mồm. Cả hai dừng lại, cùng nhau thở dốc. Cùng lúc này, tại thánh địa Majinzoa, ngũ lão tinh đang bàn luận về những chuyện đã xảy ra tại hội nghị Zivaizi năm nay. Rồi chuyển sang nói về Wano quốc nơi đang xảy ra cuộc đại chiến. Cần phải lập tức bắt giữ Nico Robin ngay lập tức.
Các chiến hạm của chính quyền thế giới đã tiếp cận được Wano và đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Một điệp viên đã nhìn thấy một bóng đen khổng lồ đang dần tiến lại phía họ và báo cáo cho Ngũ Lão. Những người này bất ngờ và nói chuyện về một trái ác quỷ truyền thuyết chưa từng được thức tỉnh trong suốt 800 năm. Và chính quyền thế giới đã đổi tên nó để che giấu khỏi lịch sử. Bóng đen kỳ lạ kia chính là con voi Junesa cõng trên mình cả một vương quốc. Tại sao nó lại có mặt tại đây? Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp trong phần kế tiếp. Tập 1065. Liên minh tan vỡ, nhiệt huyết lên, ý chí của thế hệ tồi tệ nhất. Bên phía dưới tầng thứ 3 của lâu đài, ngọn lửa đã ngập tràn khắp nơi, nhưng trận chiến của Zaizo và Fukurokuzu vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Hai người này đang bị thuật khống chế trói chân. Ông Zaizo đã bị ngọn lửa bao vây lấy, nhưng vẫn nhất quyết không chịu giải trừ chiêu thức. Ở tầng thứ 2, lửa còn cháy dữ dội hơn, các Samurai nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đó trước khi bị nó nướng chín. Lúc này, trần nhà bắt đầu sập xuống rơi về phía của bọn họ. Tưởng như sắp phải đi chầu ông bà thì người lái tàu Jinbei đã có mặt kịp thời. Ông muốn yểm trợ để các Samurai dễ dàng rời khỏi chỗ này. Jinbei không ngờ ngọn lửa này lại lan ra rộng đến thế và lo lắng cho số phận của phe liên minh. Tại đại sảnh, Big Mom đang làm loạn chém liên hoàn vào những người ở gần đó, không kể tốt hay xấu. Chủ tịch Chopper nói rằng nơi này quá nguy hiểm, cần phải nhanh chóng rút lui. Bỗng nhiên, cơ thể của cậu có chút thay đổi. Cuối cùng thì cũng đã hết tác dụng phụ của thuốc và cơ thể của Chopper đã trở lại như ban đầu. Thứ thuốc này thực sự có rủi ro rất cao, không nên quá lạm dụng vào nó. Lúc này, cậu khá lo lắng cho tình trạng của Zoro. Bởi vì trước đó, anh đầu rêu đã bị thương rất nặng mà vẫn liều mạng sử dụng kháng thể siêu hồi phục. Nếu nó hết công dụng thì chắc chắn mọi đau đớn sẽ bị nhân lên gấp đôi. Chopper mong rằng Zoro sẽ vượt qua được nó. Cùng lúc đó, anh đầu tảo vẫn đang nằm bất tỉnh trước vũng máu của mình. Những cơn ảo giác bắt đầu xuất hiện. Trong mơ, Zoro đã nhìn thấy tử thần đứng trước mặt của mình. Nó bắt đầu vung lưỡi hái nhưng cơ thể cậu đã bị tê liệt, không thể nào di chuyển được nữa. Phía bên trong, Phở Danh Kỳ đã vượt qua hàng rào của địch và tất bật đi tìm kiếm Zoro. Ở tầng 1, mặc dù Izo đã hạ hết bọn lâu la băng bách thú thế nhưng anh cũng đã bị trọng thương. Đúng là không thể coi thường kẻ địch được dẫu chúng chỉ là lũ tiểu tốt. Izo bước đi chậm chạp để tìm nơi dưỡng thương, trong lòng vẫn lo lắng cho em trai và Kinemon. Bỗng có hai kẻ xuất hiện từ đằng sau Izo. Thì ra chúng là lũ CP0. Mặc dù biết Izo là cựu đội trưởng của băng dâu trắng, nhưng chúng muốn phớt lờ anh ta để hoàn thành nhiệm vụ bắt Robin trước. Nếu mục tiêu là băng mũ rơm thì Izo không thể nào để yên. Anh quyết định một mình đứng ra cầm chân bọn chúng. Lúc này, Yamato đang tức tốc chạy xuống phía dưới tầng hầm. Quỷ lửa Kazenbo gần như đã đến được kho thuốc nổ. Nhìn thấy nó chạm tới đích đến nơi rồi, Yamato nhanh chóng chuyển sang dạng sói và thở ra hơi lạnh đóng băng toàn bộ số thuốc nổ. Điều này chỉ tạm thời vô hiệu hóa chúng trong khoảng thời gian ngắn thế, nên Yamato đã vung chùy tấn công quỷ lửa. Oán hận mà Kanchuzo đặt nên Kazenbo quá lớn, nó quay sang phản kháng lại cô nàng. Big Mom thực sự là một con quái vật khi đang làm bá chủ ở đại sảnh. Lo và Kit gần như đã cạn kiệt sức lực khi chiến đấu với mụ. Big Mom bay nhảy khắp nơi để đám mây Heza thỏa thích xả sấm sét. Lo muốn phản kháng lại cũng đã bị nó giật cho tê cứng cả người. Kit bị mất tập trung nên Big Mom cũng chém cho hắn ta bay ra xa. Big Mom tiếp tục tung ra sấm sét đánh chung cả Lo lẫn Kit. Họ nằm gục xuống phía bên dưới. Những thuyền viên theo dõi bên ngoài vô cùng lo lắng cho thuyền trưởng, ra sức cầu xin Big Mom đừng đánh nữa, nếu không họ sẽ chết mất. Mụ ta khinh thường ra mặt, cho rằng Lo và Kit quá nhục nhã khi để thuộc hạ thương hại. Những người này lao lên cứu nguy cho thuyền trưởng. Điều này khiến Big Mom sôi máu. Mụ ta tung sét để tấn công bọn họ. Nhìn thấy cảnh này, Chopper không thể đứng yên bởi vì cậu là một bác sĩ. Nói rồi chủ tịch lao tới để cứu những nạn nhân gần đó. Big Mom cũng khá đuối rồi nên liên tục thở dốc. Bỗng mụ nhận ra rằng Kaido vẫn chưa la hét như mọi lần thắng trận, cho rằng lão ta vẫn đang đùa giỡn với Luffy nên tính lên trên đỉnh để góp vui. Lo vực dậy, không muốn cho hai tên quái vật gặp lại nhau, nên gắng sức sử dụng Kazum một lần nữa. Cậu bọc nó vào thanh kiếm rồi đâm xuyên qua người của Big Mom. Sau đó truyền thẳng sốc điện vào mụ ta. Bị trúng toàn bộ chiêu thức đó, Big Mom hộc máu mồm và kêu la trong đau đớn. Ngay sau đó thì Big Mom cũng rơi khỏi Heze nằm vật ra đất. Kit cũng đã tỉnh dậy, dùng từ tính hút hết kim loại vào người. Big Mom trở lại nhanh chóng nhưng trước mặt mụ ta chính là một con trâu sắt khổng lồ mà Kit tạo ra. Ngay sau đó, đầu đỏ hút thẳng trâu sắt vào người của Big Mom, đẩy mụ ta đi một khoảng cách vô cùng xa rồi dính sát vào tường. Kit và Lo cùng đồng thanh nói rằng, dù có chết bọn ta cũng sẽ không để mụ lên trên tầng thượng. Tập 1066. Tiến vào phần chính, chấn động và từ trường mạnh mẽ.
Hiện tại, Yamato vẫn đang giằng co với quỷ lửa Kazenbo, không cho nó tiếp cận vào số thuốc nổ đang bị đóng băng. Trong khi đó, đảo quỷ đã gần rơi xuống dưới Hoa Đô. Không để nỗ lực của mọi người thành công cốc, Momonosuke cố gắng dùng mây của mình, kéo hòn đảo càng ra xa càng tốt và đúng là nó đã có chút di chuyển. Bỗng cậu nhóc nghe thấy được giọng nói của ai đó đang cố gắng gọi mình khiến đầu đau, như múa bổ. Trở lại cuộc chiến tại sảnh chính giữa Kid, Law và Big Mom. Con trâu sắt của anh chàng đầu đỏ đang đọ sức với nữ tứ hoàng, và đẩy lui được mụ ta. Đàn em của Kid ở ngoài vô cùng phấn khích trước màn thể hiện của thuyền trưởng. Bỗng Law dịch chuyển tới chỗ của hắn. Anh chàng trách móc vì Kid luôn ăn theo mình mà không chịu ra chiêu trước. Big Mom đã vực dậy nhưng tay phải của mụ đã bị gãy nát. Bà ta cho rằng chiêu thức của Law thực sự nguy hiểm. Sau đó thì dùng tuổi thọ để hồi phục lại cánh tay. Big Mom quay trở lại với cuộc chiến, kết hợp ba homie mạnh nhất của mình thành một lao về phía Kid. Đường kiếm của mụ ta đã chém bay một phần con trâu sắt, thế nhưng Kid chẳng quan tâm lắm vì đó, chỉ là đống sắt vụn. Hắn chạy về phía của Big Mom truyền tử tính lên bà ta. Ngay sau đó, Kid tiếp tục dùng tử tính lên bức tường gần đó. Hai cực ngược chiều khiến Big Mom bị hút lại và bị mắc kẹt. Tiếp đến, con trâu sắt húc thẳng vào nữ tứ hoàng. Big Mom đã nhanh chóng dùng sức xé toạc mảng tường, rồi quay lưng lại ngăn cản đòn tấn công của nó. Không để Big Mom kịp nghỉ ngơi, Kid liên tục ném một đống kim loại về phía mụ ta. Lo nhân đó dịch chuyển tới đâm xuyên vào mặt của Big Mom. Big Mom dùng tay vồ lấy được anh chàng rồi tính đè bẹp xuống đất. Nhờ vào zoom, Lo đã thoát được ra. Sau đó chiến đấu bằng cách hit and run, đánh rồi chạy khiến Big Mom vô cùng khó chịu. Kid thì dùng cánh tay kim loại khổng lồ đấm liên tọi vào mặt của mụ ta. Ấy vậy mà Big Mom vẫn rất trâu bò, đẩy bay hai siêu tân tinh ra xa. Big Mom tiếp tục kết hợp ba vũ khí lại tạo thành một con quái vật trông, vô cùng gớm ghiếc. Nó lao nhanh như chớp về phía Kid rồi cứ thế cào và cào. Do không tránh kịp nên Kid bị bón cho cả tá hành, đến mức không di chuyển nổi nữa. Big Mom tính kết liễu anh chàng, thì Law gọi ra một đống đổ nát đè lên người của mụ. Tiếp đến, anh chàng dùng ca dung bọc vào kiếm đâm trực diện vào ngực của Big Mom. Nhìn thấy nó, Big Mom vô cùng hoảng loạn. Thanh kiếm được Law cường hóa thành khổng lồ, xuyên qua cả đảo quỷ đang bay lơ lửng cắm sâu xuống mặt đất Wano. Big Mom bọc Haki kín vào hai tay đấm liên tục vào cơ thể bé nhỏ của Law. Anh chàng dù bị đánh cho tơi tả vẫn nhất quyết không chịu buông tay. Máu thì cứ phun ra như mưa nhưng Law cho rằng cắm như vậy vẫn chưa đủ sâu. Cho đến khi chạm tới lòng dung nham sâu thẳm, thì anh hổ quyết định dùng sốc điện lên Big Mom. Mụ ta kêu la trong đau đớn tột cùng. Chiêu thức này đã tạo ra một chấn động lớn dưới mặt đất, đến khi Law thu thanh kiếm lại, thì nó đã trở thành một cái hố khổng lồ sâu không thấy đáy. Sau đó thì anh chàng cũng đã kiệt sức, ngồi đó thở hổn hển. Big Mom suýt nữa thì rơi xuống cái lỗ, mụ ra lệnh cho homie tấn công vào Law. May thay, Kid đã quay trở lại với một khẩu súng máy làm bằng kim loại. Tiếp đến hắn ta sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình là đam băng, bắn ra một lượng lớn từ tính về phía mụ khọm già. Big Mom cứ tưởng ngon ăn ai dè chiêu thức quá mạnh thổi bay mụ xuống cái lỗ. Tập phim 1066 kết thúc tại đây, Big Mom đã chính thức bị loại khỏi cuộc chiến. Tập kế tiếp sẽ là chút trăng trối cuối cùng của mụ ta trước khi trầu trời. Video review hôm nay tạm thời kết thúc tại đây, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp.